Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi một cái chủ đề rất là thú vị, đó là làm thế nào để có thể có được sự tự tin. Với một số bạn mà đã tự tin sẵn rồi thì có thể mình thấy rằng là ơi, tại sao lại có nhiều nỗi sợ hãi thế, tại sao lại phải chỉ nhau làm cái này, tức là nó là một cái gì đấy mà như kiểu là bạn dường như bạn sinh ra là bạn đã có sẵn cái đấy rồi ấy, và cứ năm ngày qua tháng kia nó lại mỗi ngày một tốt hơn. Thế nhưng mà sự thật ở ngoài kia thì có rất nhiều người đang đánh mất đi cái cơ hội của mình, đánh mất đi cái cơ hội được yêu một người phụ nữ hoặc là một chàng trai mà mình thực sự cảm thấy phù hợp này, chỉ bởi vì là mình sợ, mình không dám nói ra, mình không dám tiến đến, rồi đánh mất đi cả một cái cơ hội công việc, đánh mất đi cả một cái sự nghiệp, bởi vì mình sợ và mình không dám trải nghiệm, dám dấn thân, dám bước một bước, dám thực sự dấn thân vào cái hành trình. Thế tất cả những thứ đấy nó đều xuất phát bởi cái sự thiếu tự tin. Và chỉ cần bạn xây dựng được cái sự tự tin thì bạn biết không, đấy là đỉnh cao của mọi cái phạm trù giúp chúng ta phát triển bản thân ấy. Tức là tự tin vào cái sự lựa chọn của chính mình, tự tin vào chính bản thân mình, để rồi mình tận hưởng được cái cuộc đời này, thực sự là cuộc đời của một con người tự do ấy. Hay là mình phải gặp thì con gì thì không thấy sợ không? Tự tin bước vào một thành phố mới, tự tin chơi với những người bạn mới, tự tin để trải nghiệm tất cả những hoạt động mới. Nếu mà bạn có được cái đấy thì phải nói rằng là cái hành trình sự nghiệp của bạn nó sẽ bắt đầu phát triển một cách bùng nổ. Và trước khi mà đi đến giải pháp làm thế nào để có được một cái sự tự tin, thế thì chúng ta hãy cùng nhau thống nhất lại một tí. Tại sao chúng ta lại mất tự tin? Khi mà chúng ta đẻ ra thì bạn nào chả giống như bạn nào. Chả bao giờ có một cái đứa trẻ nào đẻ ra mà lại thiếu tự tin hơn hơn một cái đứa trẻ khác cả. Thế thì cái mấu chốt ở đây là gì? Là chúng ta bị thiếu một cái gì đó. Và khi chúng ta bị thiếu một cái gì đó, chúng ta không ở trong một cái trạng thái là nó như kiểu là hoàn hảo, perfect á, thì tự nhiên là mình cảm thấy rằng mình mất tự tin. Ví dụ nhá, mình không đẹp, mình tự thấy là mình không có nhan sắc, thì tự nhiên khi mà đứng trước một cái đám đông mà mình tự nhiên mình mất tự tin này. Rồi khi đứng trước chàng trai mà mình cảm thấy thực sự thích thì mình thấy mình không bằng những cô khác, rồi mình mất tự tin này. Thế xong rồi ví dụ như là nhà mình nghèo này, mình mất tự tin. Một bộ quần áo đẹp mình cũng chẳng có, một bộ quần áo tử tế mình cũng chẳng có nổi, thì mình mất tự tin. Thế rồi hoặc là mình không có sự hiểu biết trong một số cái, rồi mình cũng mất tự tin. Người ta nói chuyện mình chả biết góp vào cái câu chuyện của người ta như thế nào. Mỗi lần mình mở miệng ra là chất buốc hết tất cả mọi thứ. Thế thì cái điều đấy cứ lâu dần, ngày này qua tháng kia, nó làm cho mình bị mất tự tin. Mà khi mà bạn muốn thay đổi là bạn phải xem là bạn đau đủ chưa. Cái sự mất tự tin đấy, cái sự thiếu tự tin đấy, nó làm cho bạn cảm thấy khó chịu đủ chưa? Nó làm cho bạn cảm thấy là bạn đánh mất nhiều cơ hội đủ chưa? Nó làm cho bạn sống một cuộc sống mà như là một mình ở trên một cái ốc đảo đấy, nó đủ chưa? Nó đau đủ rồi mình mới thay đổi được. Và khi mà mình chết đi ấy, mình thường không hối hận vì những việc mình đã làm, mà mình thường mình ân hận vì những cái thứ mà mình chưa làm, những cái việc mình chưa làm. Và người ta cũng hay nói những câu như là bạn sống thì bạn tồn tại ở cái tuổi 75, nhưng mà thực ra bạn đã chết ở cái tuổi 25 rồi. Thế từ năm bạn 25 tuổi đến năm bạn 75 tuổi bạn chả làm gì cả. Thế thì để mà tránh được tất cả những cái điều này, để chúng ta có một cuộc sống thực sự là cái cuộc sống mà nó đáng để trải nghiệm, thì chúng ta cần phải trao đổi với nhau cái cách để mà làm cho mình tự tin. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần quan trọng này nhá. Thế thì mấu chốt mà để làm cho bạn tự tin thì bạn phải hiểu được là mọi thứ đều có thể thay đổi được, mọi thứ đều có thể luyện tập được. Sự tự tin cũng là một thói quen, để mà chúng ta chỉ cần chúng ta biến nó thành một cái thứ nằm trong khả năng, luyện tập là có, chứ nó không phải là cái niềm tin. Nếu cái niềm tin của bạn mà còn là không, tôi là một cái người mà rất là thiếu tự tin, thì rất khó là mình có thể tự tin được. Và chỉ cần thay đổi nó thành cái dạng là tự tin là một thứ tôi luyện tập sẽ thành. Đó, tự tin là một thứ mà tôi luyện tập nó sẽ thành. Bạn liên tục nói với mình sáng trưa chiều tối, bạn nói với mình câu đấy để bạn có được sự tự tin. Bạn để ý nhá, nếu bây giờ bạn chơi đàn guitar xong bạn tập một cái bài đấy rất nhiều lần, cả tháng bạn tập có một bài thôi, thì khi bạn lên bạn biểu diễn á thì bạn sẽ rất tự tin. Thế cái mấu chốt để mà luyện tập cái sự tự tin là bạn phải luyện tập một cái việc gì đó thật nhiều lần, làm nó thật nhiều lần. Và cứ mỗi lần á, lần sau bạn làm thì bạn xem là cái lần trước mình có thể cải tiến được gì thì mình sẽ cải tiến. Và mỗi một người trong chúng ta sinh ra đều có thế mạnh. Bây giờ bạn lại đi luyện tập một cái thứ mà bạn không có thế mạnh ý, thì biết đến chừng nào, đúng không nào? Tôi bây giờ mà bảo tôi là luyện tập đi để tự tin nói về xe ô tô thì tôi không bao giờ tự tin được, bởi vì đấy không phải thế mạnh của tôi. Thế bạn phải biết rằng bạn có thế mạnh gì. Và khi bạn có thế mạnh gì á, thì bạn tập trung vào cái thế mạnh đấy, tập trung vào cái mũi nhọn đấy. Có nhiều người nhá, thì không học giỏi nhưng mà lại chơi thể thao rất giỏi, thì phải tập trung vào cái thế mạnh là thể thao.
đúng không? Có nhiều người thì mình không giỏi về số nhưng mà lại rất là chữ nghĩa, thơ ca văn vẻ. Có những người thì giỏi về vẽ. Thế mỗi một chúng ta nhất định chúng ta sẽ giỏi một cái gì đó, nhất định chúng ta có năng khiếu về một cái gì đó. Điều của bạn là quay trở lại phát hiện ra là mình đã thích cái gì, mình có năng khiếu gì, mình mạnh về cái gì, tập trung vào điểm mạnh đấy, một điểm mạnh thôi. Bởi vì não bộ của chúng ta nó có một cái nguyên tắc là khi mà bạn giải quyết được một lần rồi, bạn tự tin ở một phương diện rồi thì tự động mọi thứ khác bạn sẽ auto tự tin. Bởi vì nó đều đi theo một cái nguyên lý là bạn sẽ lặp đi lặp lại một cái việc làm rất nhiều lần thì tự nhiên là nó sẽ có một sự tự tin. Tôi rất là thích Jim Jones. Jim Jones là một trong những cái người diễn giả, những người thầy là được mệnh danh là thầy của các cái ông thầy ở cái thời hiện đại này. Và Jim Jones có một câu rằng là tôi thành công là bởi vì tôi tin vào cái năng lực của mình, tôi tin vào cái khả năng của mình. Thế thì nếu mà bạn có được cái điều này thì nó đã giúp cho chúng ta là cái bước đầu, cái hạt giống chúng ta được gieo xuống rồi. Và việc của bạn là bạn phải gieo đến những hạt giống đấy xuống. Thế thì bây giờ nha, phát hiện ngay ra bạn điểm mạnh là như thế nào và bạn luyện tập nó. Thế để cho bạn có niềm tin vào và bạn luyện tập nhiều lần thì bây giờ cũng là một bài, cũng là một bài mà mình nói chuyện như thế này này. Mà tôi mà nói lần đầu với tôi nói lần thứ 10 là nó khác nhau hoàn toàn rồi. Tôi nói lần thứ 20 nó khác nhau hoàn toàn rồi. Thế còn tôi mà nói lần thứ 1000 thì nó khác nhau, nó còn tạo ra được một cái bước phát triển gọi là vượt bậc nữa. Thì trong ngành nghề của tôi á thì chúng tôi phải làm những công việc mà lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại thôi. Chúng tôi có một cái phần trình bày về cái cơ hội kinh doanh của mình và cứ thế là mình trình bày. Thế có nhiều người cứ bảo là ôi làm sao mà có thể nói được hay như Anna. Tôi nói rất nhiều lần, lý do là bởi vì tôi nói nó quá nhiều. Tôi nói nó đến mức độ mà tôi mà đang ngủ gật tôi vẫn nói được nó. Tôi kể cái bảng số đấy á, là tôi kể trong một cái trạng thái mà mình đang còn mơ màng tôi vẫn còn kể được. Thế thì nó chỉ có khi nó đã vào tiềm thức của mình và nó làm rất nhiều lần rồi, mình rất là nhuần nhuyễn về nó, mình hiểu kỹ về nó thì tự động bạn sẽ tự tin. Và trong nghề của tôi thì có một anh chàng, anh ấy là triệu phú và anh ấy sống ở châu Âu. Và anh ấy không phải, anh ấy chỉ là triệu phú là tức là một năm anh kiếm được 2 triệu đô la đâu, mà anh còn là đa triệu phú trong nghề của chúng tôi. Thì anh ấy có một cái phương pháp thế này này, cũng là cái bài trình bày đấy, nhưng ngày nào anh cũng tổ chức ra những buổi trình bày như thế. Anh ấy tổ chức liên tiếp 1000 lần. Và anh ấy nói rằng là trong vòng 1 năm đầu tiên á, ngày nào anh cũng làm, mỗi ngày là 1 lần nhá, ngày nào anh cũng làm. Và trong 1 năm đầu tiên thì toàn đội nhóm anh ấy chỉ đưa được đến khoảng 20 đến 30 người nghe cho một lần mà anh ấy trình bày và đội nhóm của anh ấy trình bày. Mà đến năm số 2 thì cái hoạt động đấy là buổi nào cũng có từ 200 đến 300 người đến nghe các bạn ạ. Và khi tôi nghe điều đấy tôi cảm thấy rất là được truyền cảm hứng. Đôi khi công việc của tôi cũng có những cái bế tắc. Thế mà nhiều khi mình cũng cảm thấy thiếu tự tin là làm thế nào mình làm được tốt, bởi vì chỉ khi mình làm tốt mình mới dẫn dắt được người khác. Thế là tôi bắt đầu, tôi nghe thấy là tôi nói ra mà lại có người khác làm trước tôi. Tôi nói ra cái câu chuyện của anh ấy và lại người khác làm trước tôi. Và khi người khác làm tôi vẫn còn sợ nhá. Tôi bảo bây giờ mình làm thì ai vào nghe. Thế rồi đến một ngày đẹp trời á, khi mà cái nỗi đau nó là quá đủ, nếu bây giờ mình không làm thì mình cũng chẳng có một con đường nào khác cả. Thế là buộc lòng mình phải làm. Và tôi làm 1 ngày 2 lần luôn á. Và khi tôi làm 1 ngày 2 lần như thế, ngày nào tôi cũng làm, chỉ sau 1 tháng thôi thì cái cách mà tôi nói nó đã khác hoàn toàn rồi. Cứ mỗi 1 ngày người ta lại nói rằng là hôm nay nghe Anna nói lại tốt hơn một tí. Đấy là luyện tập trong vòng 1 tháng nhá. Thế bạn nghĩ đi, nếu mà bạn luyện tập 1000 lần thì nó sẽ ra cái kết quả nó khủng như thế nào. Và khi mà mình làm cái điều đấy rất là đều đặn thì rất nhiều người cũng sẽ tin theo cái niềm tin mà mình tin. Thì nó sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng tổng hợp, tạo thành một kết quả rất là lớn. Thế còn ở đây nếu đơn giản chỉ là một cái thói quen để làm sao để bạn có bước đầu, bạn gieo được hạt giống của sự tự tin, thì bạn cứ tuần tự, bạn làm nó, đầu tiên làm nó 6 lần, nói nó 6 lần, sau 6 lần rồi thì tăng lên thành 21 lần, sau 21 lần thì tăng lên thành 90 lần. Và hãy tin ở cái hành trình trải nghiệm này. Đôi khi á, thành công nó chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại một cái việc mà những người khác không chịu làm, mà mình thì chịu làm thôi. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Mà rất nhiều người trong số chúng ta là cứ tưởng nó có cái bí ẩn gì đấy, nó quá lớn ở phía sau. Thực chất chỉ là gì, bạn cứ tập trung vào thế mạnh của bạn, chọn ra một cái mà bạn có thế mạnh và lặp đi lặp lại nó. Đầu tiên là 6 lần, sau đấy là 21 lần, rồi đến 90 lần. Còn bạn lên 1000 lần á, thì bạn là siêu khủng rồi, sẽ rất nhiều người sẽ được lan tỏa và làm theo cùng cái thứ mà bạn tin nếu bạn làm nó 1000 lần. Và sau khi bạn đã nắm được những cái bí quyết này rồi, đấy là cái công thức á, mà rất nhiều người trên thế giới đang áp dụng vào thành công. Đội nhóm của Anna cũng đang áp dụng vào thành công. Chúng tôi tập trung vào những cái việc mà mình có thế mạnh. Mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh, chứ không phải là chúng ta có được thế mạnh giống như của người khác, sau đó luyện tập nó thật nhiều lần, thật nhiều lần, thật nhiều lần. Và bây giờ
để mà bắt đầu thì luôn luôn bạn phải ra một cái quyết định là ngày hôm nay là ngày mà bạn sẽ thay đổi, ngày hôm nay là ngày mà bạn sẽ ấn định, là bạn sẽ khởi động cho cái việc mà xây dựng cái sự tự tin cho chính mình. Nhiều người trong chúng ta cứ nói mãi về cái việc là những gì chúng ta thích, nhưng mà chúng ta chả bao giờ chúng ta để ý rằng là chúng ta có làm hay không. Cái sự khác biệt giữa người này và người kia nó nằm ở cái khoảng giữa, tức là làm. Cái làm thì nó sẽ là cái cầu nối để biến cái thứ trong đầu bạn với cái mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Thế thì số 1, sẵn sàng công khai thất bại của mình. Công khai ra đi, để cho nó trở nên mạnh mẽ. Công khai ra để mình sẵn sàng là một người mà sưu tầm. Ok, tôi thất bại đấy thì đã sao, đúng không nào? Quan trọng là tôi vẫn tin, có một cái niềm tin mạnh mẽ vào chính bản thân mình và vào cái sự thành công của mình và cái đích mà tôi đang muốn đến. Và cái điều số 2, tập trung vào chính mình. Bạn cần phải học được một thứ là bạn bỏ qua những cái lời phán xét rồi đánh giá của người khác. Cái hành trình mà xây dựng và phát triển bản thân của tôi nhá, nó tăng lên rất là nhanh khi tôi không còn làm cho người khác vui lòng. Ngay cả khi tôi làm cái kênh YouTube này, tôi thực sự cũng đang muốn hướng tới là cung cấp những cái giá trị. Và tôi biết rằng là ngoài kia là xã hội mà sẽ có những người mà họ sẽ cảm thấy là có cái sự hòa hợp, thích thú với những thông tin, với cái cả cái phong cách, cái cách nói chuyện của mình, và có những người sẽ không thích. Thế thì mình phải chấp nhận với điều đấy chứ. Thế mới là cộng đồng, thế mới là xã hội. Thế thì các bạn phải ngưng ngay cái việc là để người khác, gọi là quan tâm đến cái việc người khác nghĩ gì, người khác nói gì, người khác dán nhãn như thế nào. Ồ, họ dán nhãn cho bạn đấy là bởi vì trong đầu họ có sẵn cái đấy, chứ đâu có phải là vì mình là có cái đấy đâu. Thông thường người ta sẽ đánh giá một sự vật, sự việc dựa vào bản chất của đối tượng chứ của người ta, tức không có đánh giá một sự vật, sự việc dựa vào bản chất của mình. Đó. Tức là mình thì chỉ có mình mới hiểu thôi. Người khác nhìn vào á, họ nhìn vào là dưới góc nhìn của họ, dưới lăng kính của họ, và bạn không có trách nhiệm phải làm hài lòng họ. Khi mà bạn như vậy rồi, tự động bạn sẽ thấy tự tin. Cho dù bạn có quái gở thì hãy tin rằng là sẽ có những người cũng quái gở như vậy vẫn yêu thương bạn và vẫn đồng hành cùng bạn. Cho dù tôi nói cái này, tôi đảm bảo là vẫn có một bộ phận, một số nhóm người là sẽ vẫn nghe cái video của tôi, và một số người sẽ không thích cái điều đấy. Thế thì bạn sẽ tập trung vào cái gì? Bạn tập trung vào cái sự phán xét bên ngoài, hay bạn tập trung vào cái việc mình đang làm? Cái điều mình tập trung nó rất quan trọng. Một cái việc mà bạn chọn làm thì bao giờ cũng có người tập trung vào mặt trái, có người tập trung vào mặt phải, có người thì thường xuyên nghĩ đến cái khía cạnh tích cực, và có người thì nghĩ đến cái khía cạnh mà tiêu cực. Nếu bạn cứ nhìn vào khía cạnh tiêu cực, chả bao giờ mình có thể bắt đầu. Còn hãy nhìn vào khía cạnh tích cực và hãy tập trung vào chính mình, để mà chúng ta có thể phát triển được, để chúng ta có thể thành công, có một cuộc sống tự do, thịnh vượng, hạnh phúc. Thực sự ấy, là bạn phải biết tập trung vào chính mình. Và ngay bây giờ hãy xóa bỏ toàn bộ tất cả những gì mà bạn vẫn từng nghe, bạn vẫn từng thấy về những gì mà người khác nói về mình và nghĩ về mình. Thế cho nên là con ngựa đua ấy, bao giờ nó cũng phải gắn hai tai này là hai cái miếng để che lại, để sao để nó chỉ nhìn thẳng vào mục tiêu của nó thôi, không nhìn ngó nhìn nghiêng, cũng chả nhìn vào con ngựa bên cạnh nó như thế nào cả. Và cứ bằng cái cách đấy thì tự động là chúng ta sẽ xây dựng được một cái sự tự tin, và nó sẽ được xây dựng một cái cách mà rất là đơn giản, nhẹ nhàng, đi vào trong tiềm thức của bạn, và bạn cảm nhận được con người của bạn thay đổi. Nếu mà bạn ghi lại những cái video vào cái thời gian đầu khi bạn mới bắt đầu thay đổi để có được sự tự tin, đến khoảng quãng chừng đầu tiên là 6 ngày, rồi 21 ngày, rồi 90 ngày, rồi 1.000 ngày sau đấy, bạn sẽ thấy là cuộc đời của chúng ta nó thay đổi rất là nhiều, và nó thể hiện ngay qua cả cái tông giọng của bạn, cả cái thái độ của bạn, cả cái cách mà bạn làm, cách mà bạn trò chuyện, cái cách mà bạn bày tỏ quan điểm của bạn, mọi thứ nó đều được thể hiện rất là rõ thông qua những video mà bạn ghi hình lại. Cho nên là tôi khuyến khích các bạn là các bạn hãy ghi lại cái hành trình này. Nó là một hành trình, một trải nghiệm rất là thú vị. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ có thể cảm nhận được và nắm bắt được những cái thông tin mà Anna vừa chia sẻ, để mà vận dụng nó vào trong cuộc sống của mình, để xây dựng cái sự tự tin cho chính mình. Và nếu mà bạn thích cái phong cách của Anna, bạn thích những gì Anna chia sẻ, thì hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Và cùng nhau theo dõi tất cả những thông tin mà Anna chia sẻ trong tất cả những cái đường link mà Anna để ở trong cái phần mô tả bên dưới này. Xin chúc các bạn sớm quay trở về với con người của chính mình và lấy lại được sự tự tin như mà khi mình sinh ra mình đã muốn có. Xin hẹn gặp lại các bạn vào giờ này của tuần sau. Xin chào.